Rodrigo! Ôi, dành cho là mình chưa phải là đã kết thúc. Một pha xử lý cực kỳ hoàn hảo và kỹ thuật không che bóng vào ngực và tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Vừa chạm đầu của Rodrigo, phát sau đây. Rodrigo! Không dành cho cơ hội đắc định. Đó là một pha lập công vô cùng quan trọng vào thời điểm này và tất nhiên là với bàn thắng này. Rodrigo! Đó là bàn thắng thứ hai. Cú đúp cho Rodrigo. Tỷ số là 2-0. Lợi thế được củng cố cho câu lạc bộ Nam Định. Cú nhà bóng của Rodrigo. Không phép, không vào.